Dạ, xin qua nội dung thứ tư là một số nhận định về đề thi trung học phổ thông từ năm 2025. Kính thưa thầy cô, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 764 ngày 8 tháng 3 năm 2024 quy định về cấu trúc định dạng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Đã có văn bản do Thứ trưởng thầy Phạm Ngọc Thưởng đã ký. Thì xin trình bày phần phụ lục cấu trúc định dạng đề thi như sau. Về hình thức đề thi thì chúng ta là môn địa lý là hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi là 50 phút. Phần 1 là 18 câu, phần 2 là 4 câu và phần 3 là 6 câu. Phần 1 gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cho 4 phương án, chọn một đáp án đúng. Đây là câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, chọn một đáp án đúng. Có lẽ là dạng câu quen thuộc với quý thầy cô. Ở phần 2 là gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm đúng sai. Mỗi câu có 4 ý. Mỗi ý thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai. Thì đây là dạng câu đúng sai. Nhưng mà mình sẽ thấy nó có khác so với lại những câu mà lâu nay chúng ta hay ra dạng trắc nghiệm đúng sai. Có khác chút đỉnh. Ở phần 3 là gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh tô và các ô tương ứng với đáp án của mình. Rồi, ở phần 1 thì mỗi câu trả lời đúng thì được 0,25 điểm. Ở phần 2 thì thí sinh chỉ lựa chọn chính xác một ý trong một câu hỏi thì được 0,1 điểm. Thí sinh lựa chọn chính xác 2 ý trong một câu hỏi thì được 0,25. Lựa chọn chính xác 3 ý trong một câu hỏi được 0,5. Và lựa chọn chính xác cả 4 ý trong một câu hỏi thì được 1 điểm. Như vậy là đối với cái phần trả lời đúng sai với 4 ý thì không phải mỗi ý là 0,25 nữa, mà nó có cái cấu trúc điểm, cách cho điểm khác nhau. Chỉ trả lời được 1 trên 4 thì 0,1, 2 trên 4 thì 0,25, 3 trên 4 mới được 0,5 và đủ 4 thì mới được 1. Cho nên là có những cái bước nhảy đây câu ha. Ở phần 3 là mỗi câu trả lời đúng thì được 0,25 điểm và tổng điểm tối đa toàn bài là 10 điểm. Đó. Và đối với cái sách giáo khoa thì chúng tôi cũng đã biên soạn, tập thể tác giả cũng đã có tham gia biên soạn những cái tài liệu bổ trợ để cho thầy cô. Và trong các cái tài liệu bổ trợ thì có cái tài liệu là hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Xin chia sẻ với thầy cô cái tài liệu này. Đây là nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu bộ sách tham khảo mới là hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông biên soạn theo chương trình 2018. Bộ sách thì gồm có nhiều môn, thì trong đó có môn địa lý, thì nhằm mục đích là tạo thuận lợi cho các em học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Thì nhà xuất bản đã tổ chức biên soạn bộ sách là hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, gồm các môn là toán, văn, tiếng Anh, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, giáo dục, kinh tế và pháp luật. Thì đây là tài liệu tham khảo có thể là hữu ích giúp cho các em học sinh dễ dàng nắm vững kiến thức cơ bản, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập theo cấu trúc đề thi mới của Bộ Giáo dục Đào tạo, rút ngắn thời gian ôn luyện cho kỳ thi sắp tới. Thì sách địa lý thì do tập thể tác giả gồm có thầy Đỗ Anh Dũng, thầy Lê Thanh Long, thầy Huỳnh Phạm Dung Phát, thầy Phan Văn Phú là tôi và Hoàng Trọng Tuân. Về cấu trúc sách được viết dưới dạng là chủ đề học tập, chia làm 3 phần. Phần 1 là nội dung ôn tập, bao gồm tóm tắt kiến thức cơ bản, liệt kê các nội dung cơ bản nhất học sinh cần nắm được trong mỗi chủ đề. Các câu hỏi, bài tập gắn với từng chủ đề để giúp cho các em củng cố kiến thức, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập theo cấu trúc đề thi từ 2025 trở đi. Và thứ 3 là câu hỏi và bài tập được thể hiện dưới 2 hoặc 3 dạng sau, là dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn, dạng trắc nghiệm đúng sai và dạng trắc nghiệm trả lời ngắn. Đối với môn địa lý thì có đầy đủ cả 3 dạng này. Phần thứ 2 là đề ôn luyện. Phần này bao gồm một số đề ôn luyện được biên soạn bám sát theo cấu trúc quy định trong quyết định số 764 ngày 8 tháng 3
năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và phần thứ ba là gợi ý trả lời, thì phần này bao gồm đáp án các câu hỏi bài tập trong từng chủ đề và đề ôn luyện để học sinh có thể tự học, tự so sánh kết quả làm bài của mình. Đó là cái tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Xin giới thiệu với thầy cô. Và theo như mình được biết là tài liệu môn địa lý đã được đem đi in, đã được gửi đi in, và khả năng là trong thời gian sớm nhất sẽ có mặt ở trên các nhà sách để quý thầy cô có thể tham khảo. Xin quay lại cái phần chia sẻ màn hình của mình về cái file hướng dẫn. Thì ngoài cái tài liệu đó thì chúng tôi còn biên soạn những cái bộ sách tham khảo, đó là sách giáo viên, sách bài tập, và đặc biệt là cũng có kế hoạch bài dạy dành cho sách học sinh môn địa lý lớp 12 và sách chuyên đề học tập môn địa lý lớp 12. Thì những cái tài liệu về kế hoạch bài dạy môn địa lý cho sách học sinh và sách chuyên đề thì nhà xuất bản cũng sẽ cho thầy cô tham khảo miễn phí ở trên website của nhà xuất bản, ví dụ như trang Hành Trang Số hoặc là trang Chân Trời Sáng Tạo, thì sẽ được đưa lên các cái tài liệu này để cho thầy cô tham khảo. Bên cạnh đó thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng có tổ chức biên soạn cuốn Atlas Địa lý Việt Nam dành cho chương trình phổ thông 2018. Đây là cái phần hồi nãy Atlas Địa lý Việt Nam. Thì cái Atlas Địa lý Việt Nam này thì tập thể tác giả gồm có thầy Lê Huỳnh và thầy Nguyễn Quý Thao là đồng chủ biên, và có một số thầy cô cũng có tham gia biên soạn bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, tham gia biên soạn Atlas Địa lý Việt Nam. Các dữ liệu trong Atlas Địa lý Việt Nam cũng đã được cập nhật theo những dữ liệu mới nhất, và có tăng thêm cái số lượng các bản đồ chuyên đề ở trong Atlas Địa lý Việt Nam để phục vụ cho việc học tập và giảng dạy của quý thầy cô và các em học sinh. Về cái chỗ mà thầy cô có góp ý thì chúng tôi là tập thể tác giả vẫn luôn đồng hành với quý thầy cô, cho nên là quý thầy cô có thể vào cái góc hỗ trợ ở trang web chân trời sáng tạo.vn / hỗ trợ để có thể trao đổi hoặc là góp ý thêm cho tập thể tác giả về các cái mẫu sách là sách học sinh, sách giáo viên, sách bài tập và các cái tài liệu tham khảo khác, sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp, để tập thể tác giả chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và có những cái phản hồi cho quý thầy cô, hoặc là có đề xuất để chỉnh sửa cho những lần tái bản sau.